Xin chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ sang bài 6, tức là chúng ta sẽ sang bài tính chất của hai tiết tuyến khác nhau của chương trình học lớp 9. Chúng ta sẽ có cái phần 1 là định lý về hai tiết tuyến khác nhau. Định lý về hai tiếp tuyến khác nhau. Hỏi chấm 1 là cho hình 79, trong đó AB và AC theo thứ tự là tiếp tuyến tại B và C của đường tròn tâm O. Hãy kể tên một vài đoạn thẳng bằng nhau, một vài các góc bằng nhau trong cái hình này. Vậy chúng ta sẽ hỏi chấm 1. Đấy, và người ta bảo là kể tên một vài đoạn thẳng bằng nhau và một vài góc bằng nhau ở đây. Ở đây em sẽ nối A với C, O với A. Nối O với A thì các em sẽ đi xét hai tam giác là tam giác ABO và tam giác ACO. Xét cái tam giác ABO và tam giác ACO. ABO và tam giác ACO có góc B bằng góc C bằng 90 độ. OA, cạnh OA chung là ta có cạnh OB bằng OC cùng bằng R. Vậy từ ba cái yếu tố này thì các em sẽ suy ra là tam giác ABO sẽ bằng tam giác ACO. Tam giác ABO sẽ bằng tam giác là ACO. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Lần lượt một số các cái cạnh bằng nhau và một số các góc bằng nhau như sau. Ta có cạnh AB, em sẽ suy ra là cạnh AB thì sẽ bằng cạnh AC, là cặp cạnh tương ứng. Đúng chưa? Em sẽ suy ra góc BAO sẽ bằng góc CAO. BAO sẽ bằng góc CAO. Là cặp góc tương ứng. Đúng chưa? Đồng thời là ta có góc AOB. AOB thì nó cũng bằng góc AOC, cũng là cặp góc tương ứng. Như vậy khi AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn thì chúng ta sẽ suy ra một số các cái cặp cạnh bằng nhau và một số các cặp góc bằng nhau như ở đây, dựa trên là hai tam giác bằng nhau, đúng chưa ạ?
Bây giờ chúng ta có định lý này, em theo dõi định lý nó sẽ ra qua nhé. Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm, ví dụ AB và AC cắt nhau tại điểm A, thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm thì ta sẽ có là cái AB sẽ bằng AC, đúng chưa? Điểm đó cách đều hai tiếp điểm. Thứ hai là tia kẻ từ cái điểm đó đi qua tâm tính chính là tia phân giác góc tạo bởi hai tiếp tuyến. Tia kẻ từ điểm đó này đi qua tâm chính là phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến, tức là hai góc này bằng nhau, đúng chưa? Ta đã chứng minh ở đây rồi, góc BAO thì bằng góc CAO hoặc góc tương ứng. Và chúng ta sẽ có ý thứ ba của phần định lý là tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó chính là tia phân giác tạo bởi hai cái bán kính đi qua các tiếp điểm. Vậy thì tia này, kẻ từ tâm này đi qua điểm đó này thì là tia phân giác tạo bởi hai bán kính, đúng không ạ? Vậy thì hai góc này nó cũng là hai góc bằng nhau, ta đã chứng minh được ở đây, đúng chưa ạ? Bây giờ sang phần hỏi chấm 2 là các em hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng cái thước phân giác. Hãy xem hình vẽ ở trong khung ở đầu cái bài toán 6 này. Vậy chúng ta sẽ có phần hỏi chấm 2. Vậy bản chất của cái thước phân giác thì các em nhớ cho cô, cái thước phân giác thì nó là một cái hình như này. Đây. Nhìn vào hình, em nhìn vào hình trang 113 ngay ở đầu ấy thì em thấy có cái thước phân giác. Thước này nó bao gồm hai cái phần, ví dụ như đây là ABC. Vậy nó sẽ tạo thành một cái góc vuông là góc ABC, góc vuông này sao cho hai cái cạnh này thì nó bằng nhau. Ngoài ra nó sẽ bao gồm tiếp một cái phần nữa là nó chia cái góc vuông này thành hai cái góc bằng nhau. Vậy nó là một phần, nó giống như là một cái tam giác như này. Đây, cái phần còn lại của nó giống như là một cái tam giác. Đây, phần của nó còn lại là như này. Thế thì bây giờ người ta bảo là xác định tâm, cách xác định tâm của đường tròn. Đây, cái phần còn lại của nó là như này nhá. Đây, cô vẽ rời rạc ra một chút là nó là như thế. Đấy, vậy nó bao gồm một phần là cái tam giác như này, với lại một phần nó tạo thành cái hình, tạo thành một cái góc vuông là ABC như này. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ xác định tâm đường tròn như sau. Chúng ta di chuyển cái thước này, di chuyển thước tam giác sao cho AB và BC là hai tiếp tuyến của đường tròn. Sao cho AB và BC là hai tiếp tuyến của đường tròn. Có đường tròn như này, đấy. Rồi tiếp theo thì em sẽ đặt cái phần tam giác này vào đây để xác định chia phân giác của góc bên. Tiếp theo là chúng ta sẽ, em sẽ có đây, chúng ta sẽ đặt cái phần tam giác này nhá, cái phần tam giác này bây giờ chúng ta sẽ đặt vào đâu này.
chưa? Vậy thì chúng ta sẽ xác định tia phân giác đầu tiên của góc B. Vậy đặt phần còn lại của thước. Để xác định phân giác của góc B, phân giác B1, thì chúng ta sẽ có cái phân giác B1. Đây là chúng ta sẽ có cái đường phân giác B1 rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ di chuyển, tiếp tục di chuyển cái thước tam giác sao cho AB và BC là tiếp tuyến của đường tròn, nhưng mà nó khác với vị trí ban đầu, đúng ạ? Di chuyển vị trí khác ban đầu, khác cái vị trí ban đầu đấy, sao cho là AB và BC vẫn là tiếp tuyến. AB và BC vẫn là tiếp tuyến. Cái bây giờ cái B1 chúng ta vẫn giữ nguyên nhá. Đấy là đã phải được cái đầu tiên rồi, là cái B1. Bây giờ chúng ta đến di chuyển đi. Vậy di chuyển thì những cái này chúng ta sẽ thời gian ta sẽ di chuyển sang một vị trí khác. Giả sử thì bây giờ cô sẽ đặt thước như này. Đây là A, đây là B, đây là C. Phải từ nữa rất là to đúng không ạ? Chắc là video này nó cũng sẽ khá là ồn một chút, đúng không? Vậy thì ta có, bây giờ chúng ta lại đặt thước như này, được chưa? Vậy thì sau đó các em lại đặt cái phần tam giác này vào đây, thì chúng ta sẽ xác định được cũng là phân giác của góc B ở vị trí thứ hai, ta sẽ xác định được cái D2, đúng không nào? Vậy thì đặt phần còn lại của thước để xác định phân giác D2. Đặt phần còn lại của thước. Để xác định phân giác D2. Vậy thì D1 cắt D2 tại đâu thì đấy chính là tâm O của đường tròn. D1 cắt D2 tại tâm O của đường tròn. Đây là cách mà chúng ta sẽ dùng cái thước phân giác để chúng ta xác định ra tâm đường tròn, được chưa? Vì chúng ta biết là tâm của đường tròn thì nó luôn chia cái góc tạo bởi cái hai tiếp tuyến ra thành hai góc bằng nhau. Đấy thì chúng ta mình có cái cách kẽ như này. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái phần 7.2, đúng không ạ? Vậy đây, sau khi xác định xong thì đây chính là chúng ta có ô, chính là tâm của đường tròn. Bây giờ cô và các em trong phần 2 là đường tròn trực tiếp của một cái tam giác. Hôm trước chúng ta đã học cái phần là đường tròn ngoại tiếp. Vậy đường tròn ngoại tiếp thì chúng ta đã học rồi, nó là giao điểm của ba đường trung trực, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ xem đường tròn nội tiếp nó là giao điểm của ba đường gì. Ngoại tiếp thì là giao điểm của ba đường trung trực rồi. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ cái phần này đi để chúng ta sang phần tiếp theo là phần 2. Xóa phần này trước nhá.
2 là đường tròn nội tiếp tam giác. Tam giác ABC gọi Y là giao điểm của các đường phân giác, các góc cong của tam giác. Cho một cái tam giác ABC. Gọi Y là giao điểm các đường phân giác cong của tam giác. Vậy ba đường phân giác của một tam giác thì cắt nhau tại một điểm. Vậy chúng ta chỉ cần xác định giao điểm của hai đường phân giác là được. Đây, hai góc này bằng nhau. Hai cái góc này bằng nhau. Và cuối cùng hai góc này bằng nhau. Đấy, đó là giao điểm của ba đường phân giác. Và cái này nhìn đây gọi là Y. DEF là thứ tự là chân của các đường vuông góc kẻ từ Y đến cạnh BC. Y kẻ vuông góc xuống BC thì đây nó được gọi là D. Từ Y vuông góc xuống AC thì là E. Và Y vuông góc xuống AB thì là F. Chứng minh rằng ba điểm DEF nằm trên cùng một đường tròn tâm Y. Vậy muốn chứng minh nó nằm trên cùng một đường tròn tâm Y thì tương đương với việc là chúng ta chứng minh các điểm DEF cách đều điểm Y. Khi mà ID bằng IE bằng IF chứng tỏ là ba điểm DEF nằm trên đường tròn tâm Y. Phòng 5, vậy bây giờ các em sẽ làm như sau. Các em sẽ xét tam giác là IDC và tam giác IEC. Xét cái tam giác IDC và tam giác IEC. Xét hai tam giác này có này. Cạnh góc D bằng góc E bằng 90 độ. Theo giả thiết, đúng không? Người ta bảo hạ đường vuông góc. Tiếp theo là người ta có góc Y1. Góc Y1 góc C1, xin lỗi game, góc C1 bằng góc C2 cũng theo giả thiết là các tia phân giác. Rồi, tiếp theo là ta có cạnh IC chung. IC chung. Vậy thì hai tam giác vuông này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Vậy từ đây các em sẽ suy ra tam giác IDC sẽ bằng với tam giác IEC theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Mà hai tam giác bằng nhau thì các em sẽ suy ra là cạnh ID bằng cạnh IE. Suy ra ID bằng IE là cặp cạnh tương ứng. Tương tự thì các em xét tiếp tam giác là AIE và tam giác AIF. Xét cái tam giác AIE và tam giác AIF. Vậy cô hãy xóa cái phần này đi để chúng ta làm tiếp phần này.
hai tam giác này có góc E bằng góc F bằng 90 độ, hai tam giác vuông. Tiếp theo là ta có AIE và AIF đúng không ạ? Góc A1, ta lại có góc A1 bằng với góc A2. Theo giả thiết, thì người ta bảo là giao điểm của bằng cái tiêu phân giác đúng không ạ? Nên khi ra góc A1 bằng góc A2. Tiếp theo là ta có AI chung. Như vậy hai tam giác này cũng bằng nhau, hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Vậy suy ra tam giác là AIE sẽ bằng với tam giác AIF theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Mà hai tam giác bằng nhau thì các em suy ra là IE lại bằng IF cặp cạnh tương ứng. Đây các em đặt là 1, đây các em đặt là 2. Vậy từ 1 và 2 thì chúng ta sẽ có ID bằng IE mà IE lại bằng IF. Như vậy ID bằng IE bằng IF từ 1 và 2 thì em suy ra là ID sẽ bằng IE bằng IF. ID bằng IE bằng IF nên ba điểm là DEF cùng nằm trên đường tròn tâm Y. Vậy DEF cùng thuộc cái đường tròn tâm Y. Đúng chưa? Như thế thì chúng ta thấy rằng là đường tròn này sẽ là đường tròn nội tiếp của tam giác vì nó nằm ở bên trong tam giác. Cái đường tròn này nó sẽ nằm ở phía bên trong tam giác này. Đấy, vậy đường tròn này được gọi là đường tròn nội tiếp. Vậy đường tròn nội tiếp chính là tâm của đường tròn nội tiếp chính là giao điểm của ba góc trong của một tam giác. Đúng chưa? Vậy các em có chú ý cho cô ở đây. Đường tròn nó tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác thì được gọi là đường tròn nội tiếp. Và tam giác sẽ là tam giác ngoại tiếp. Đường tròn này nằm ở bên trong tam giác, tức là nó nội tiếp tam giác. Tam giác ở phía bên ngoài thì gọi là tam giác ngoại tiếp đường tròn. Vậy tâm của đường tròn nội tiếp chính là giao điểm của ba phân giác trong của tam giác. Đúng chưa? Ở đây các em có chú ý này. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba phân giác trong của ba đường phân giác trong. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang phần đường tròn tàn tiếp của tam giác. Vậy chúng ta sẽ xóa cái phần ở bên kia đi để chúng ta sang phần 3 là đường tròn tàn tiếp. Thank you.
nó tiếp xúc với ba cạnh của tam giác, vậy bàn tiếp thì nó có đặc điểm như thế nào? Cho tam giác AB là ABC, K là giao điểm của các đường phân giác của hai góc ngoài là góc B và góc C. Cho tam giác ABC như vậy, K là giao điểm của phân giác hai góc ngoài tại B và C. Vậy thì cô sẽ vẽ hai cái đây, kéo dài ra. Vậy ta sẽ vẽ phân giác hai cái góc phân giác ngoài của góc B và C. Hai cái góc này bằng nhau. Hai góc này vào nhau. DEF theo thứ tự là các đường vuông góc kẻ từ K xuống BC thì là D. Từ K xuống AC thì là E. Đây chính là điểm E. Và từ K xuống AB là E. Chứng minh rằng ba điểm DE cùng nằm trên một đường tròn tam giác. Muốn chứng minh cùng nằm trên đường tròn thì em chỉ cần là chứng minh là tất cả những cái điểm này nó đều cách đều điểm K là được. Đấy. Vậy để chứng minh nó thuộc đường tròn tam giác thì chúng ta sẽ chứng minh là KE sẽ bằng KD và bằng KS là được, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chứng minh nhé. Đầu tiên, các em sẽ đưa về chứng minh xét tam giác là EKC và tam giác DKC. Xét cái tam giác EKC và tam giác DKC. Hai tam giác này có này góc E bằng góc D bằng 90 độ theo giả thiết. Tiếp theo là ta có là góc C1 EKC và DKC, đúng không ạ? Ta có góc C2 thì bằng góc C1 cũng theo giả thiết. Theo giả thiết thì người ta gọi là tia phân giác, đúng không ạ? KC là tia phân giác của góc C và KB là tia phân giác của góc B, hai tia phân giác cách nhau tại K, đúng chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta có KC chung. Vậy từ ba cái này thì các em sẽ suy ra được là tam giác là EKC EKC sẽ bằng tam giác DKC. Hai tam giác này EKC sẽ bằng DKC và nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc ngọn.
này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền đúng nhá, thì chúng ta sẽ suy ra được là KC thì nó sẽ bằng KD cặp cạnh tương ứng. KE, xin lỗi em, KE sẽ bằng là KD là cặp cạnh tương ứng. Được chưa? Tiếp theo là các em xét hai tam giác. Xét hai tam giác là SBK và tam giác DBK. Xét cái tam giác là SBK và tam giác DBK. SBK và DBK có này, góc F bằng góc D cùng bằng 90 độ, đúng chưa? Góc B2 thì bằng B1 theo giả thiết. Theo giả thiết người ta bảo là tia phân giác, đúng không ạ? Hai tia phân giác cắt nhau tại K, tức là BK cũng là phân giác của góc B, vậy thì góc B2 và góc B1. Tiếp theo là chúng ta có BK là cạnh chung. Vậy như vậy thì em hãy suy ra được là cái tam giác FBK sẽ bằng DBK. FBK sẽ bằng với tam giác DBK theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Mà hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn thì các em sẽ suy ra là KF sẽ bằng KD là cặp cạnh tương ứng, đúng không ạ? Vậy suy ra là KF sẽ bằng KD là cặp cạnh tương ứng. Em đặt đây là 1, đây là 2. Vậy thì ta có là KD thì bằng KE, mà KD cũng bằng KF, như vậy từ 1 và 2 em sẽ suy ra được là KE sẽ bằng KD bằng KF, đúng không ạ? Vậy ba điểm là KDF, ba điểm là EDF cùng nằm trên đường tròn tâm K, đúng chưa? Vậy ba điểm. Là E này, D này, F này cùng nằm trên đường tròn tâm K, cùng thuộc đường tròn tâm K. Và cái đường tròn này thì được gọi là đường tròn đáng tiếp. Đường tròn đáng tiếp là nó sẽ tiếp xúc với một cạnh của tam giác và phần kéo dài của hai cạnh còn lại. Đấy, nó tiếp xúc với một cạnh của tam giác và phần còn lại của hai cạnh kéo dài. Đường tròn bàn tiếp này, các em có chú ý ở đây. Là đường tròn bàn tiếp. Tiếp xúc với một cạnh tam giác. Với một cạnh của tam giác và hai cạnh còn lại kéo dài. Tâm của đường tròn bàn tiếp thì nó nằm trên giao điểm của hai đường phân giác của các góc ngoại, đúng không ạ? Tâm đường tròn bàn tiếp
trên giao điểm của hai đường phân giác của hai góc ngoài. Nằm trên giao điểm hai phân giác hai góc ngoài của tam giác. Nằm trên giao điểm phân giác hai góc ngoài của tam giác. Đấy. Em chú ý như vậy để chúng ta đi làm một số các bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 26. Cô để xóa toàn bộ phần này đi nhé. Vậy thì chúng ta đã biết đường tròn ngoại tiếp tam giác tức là giao điểm của ba đường trung trực, đường tròn nội tiếp thì nó là giao điểm của ba phân giác, đường tròn phạm bằng tiếp thì nó là giao điểm của hai cái đường phân giác của góc ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập bài đầu tiên là bài tập số 26. Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm bên ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB và AC với bên C là tiếp điểm. Chứng minh rằng OA vuông góc với BC. Vậy thì ta có là OB bằng OC cùng bằng bán kính của đường tròn, nên O thuộc đường trung trực của BC. O thuộc trung trực của BC. Tiếp theo là ta lại có AB thì bằng AC. Đúng chưa? AB bằng AC, đây là theo cái định lý của hai tiếp tuyến cắt nhau. Định lý hai tiếp tuyến cắt nhau. Đúng chưa? Nên A cũng thuộc đường trung trực của BC. Đúng không? Vậy thì O thuộc trung trực của BC, A cũng thuộc trung trực của BC, mà một đường thẳng thì chỉ cần là được xác định 12 điểm thôi. Đúng chưa? Vậy từ 1 và 2 các em đến suy ra BC OA
chính là trung trực của BC. OA là trung trực của BC thì em sẽ suy ra là OA vuông góc với BC. Nên OA sẽ vuông góc với BC tại trung điểm của BC. Đúng chưa ạ? Trang hình B vẽ đường kính CD. Vẽ đường kính CD, chứng minh rằng CD song song với OA. Chứng minh rằng BD song song với OA. Vậy thì B này là cái em xét cái tam giác là BCD. Xét tam giác BCD thì có OB bằng OC bằng OD. OB bằng OC bằng OD cùng bằng bán kính R. Nên là các em sẽ suy ra được OB bằng OC bằng OD bằng R. Vậy thì ta sẽ có trung tuyến là OB sẽ bằng 1/2 cái cạnh CD. Đúng chưa? Nên trung tuyến là OB thì bằng 1/2 cạnh CD. Mà trung tuyến ứng với bức cạnh bằng 1/2 cạnh đó thì cái tam giác BCD là tam giác vuông tại B. Vậy nên suy ra là tam giác BCD vuông tại B. Vậy thì ta có này là BD thì lại vuông góc với BC do cái góc B bằng 90 độ. Đây, ta đã chứng minh ở đây rồi. Tiếp theo là ta đã chứng minh được là OA cũng vuông góc với BC theo câu A. Vậy thì BD vuông góc với lại BC, OA cũng vuông góc với BC. Như thế thì chúng ta sẽ suy ra được là BD sẽ song song với OA vì cùng vuông góc với lại là BC. Đúng chưa? Vậy từ đây em sẽ suy ra được là BD sẽ song song với lại OA. Đây chính là điều phải chứng minh. Tiếp theo là tính độ dài của các cạnh tam giác ABC. Viết rằng OB bằng 2 và OA bằng 4. OB bằng 2, OA bằng 4. Vậy cô gọi góc này là góc A1, góc này là góc A2. Bây giờ cô sẽ xét trong cái tam giác là AOB. Ta có câu C. Xét cái tam giác AOB. Xét tam giác AOB có này. Góc B bằng 90 độ. Nên các em sẽ suy ra được tan của góc A1 bằng đối trên kề, tức là bằng OB chia cho cạnh OA. OB người ta cho là bằng 2, OA bằng 4, vậy bằng 1/2. Mà tan bằng 1/2 thì các em sẽ nhấn là shift
tan 1 phần 2 bằng, để các em để suy ra góc A1. Các em nhấn nhấn shift này, tan này, 1 phần 2 này, bằng này. Đấy, thì các em để suy ra cái góc A1 của chúng ta sẽ bằng 30 độ. Xin lỗi các em, không phải là tan đâu, mà đây là cạnh đối, đây là cạnh huyền, đây là sin nghe nhé, xin cô xin lỗi em. Đối và huyền nhưng không phải là đối và kề, kề thì nó phải là cạnh AD không. Đây sẽ là sin của góc A1. Sin đây này, đối này, tên huyền. Em bấm shift sin 1 phần 2. Shift sin 1 phần 2 bằng. Thì nó sẽ cho các em góc A1 khoảng 30 độ. Góc A1 lại bằng góc A2 theo định lý hai cái tuyến cắt nhau, đúng chưa? Theo định lý hai cái tuyến cắt nhau, nên các em sẽ suy ra là góc A2 cũng bằng góc A1 bằng 30 độ. Như thế là cả cái góc A lớn của chúng ta sẽ bằng 60 độ, đúng chưa? A lớn thì nó sẽ bằng A1 cộng A2, vậy nó bằng 60 độ. Bây giờ các em xét trong tam giác ABC. Xét đây, các em bổ sung thêm cái phần phía bên dưới này cho cô nhé. A1 bằng 30 độ rồi, tiếp theo ta lại có là AB bình, thì nó sẽ bằng là ta có OA bình đi, vuông tam giác này vuông tại B, vậy thì ta sẽ có là OA bình thì bằng AB bình cộng với lại OB bình. Cái này là theo định lý Pythagore, đúng không? Vậy thì từ đây các em mới suy ra là AB sẽ bằng căn bậc 2 của OA bình trừ đi OB bình. Mà OA bình tức là bằng căn bậc 2 của 4 bình trừ đi 2 bình. 4 bình thì bằng 16, 16 trừ đi 2 bình là bằng 4, 16 trừ đi 4 thì bằng 12. Căn 12 thì chính bằng căn của 4 nhân với 3, vậy nó bằng 2 căn 3. Căn 12 thì nó sẽ bằng 2 căn 3. Bạn nào không biết thì tách ra này. Căn 12 này sẽ bằng căn của 4 nhân 3, đúng không? 4 đưa ra bên ngoài thì bằng 2, còn lại căn 3 ở trong căn, vậy nó bằng 2 căn 3. Vậy AB sẽ bằng 2 căn 3. Đấy, chúng ta bổ sung cái đấy vào. Mà góc A1 bằng góc A2 theo định lý hai cái tuyến cắt nhau. Vậy chúng ta sẽ suy ra góc A2 sẽ bằng A1. Đây, sau khi làm như vậy rồi, bây giờ thì em xét trong tam giác ABC.
trong tam giác ABC có AO là phân giác, đúng chưa? Có OA là phân giác của góc A. Cái này là theo định lý hai tiếp tuyến cắt nhau. Nên cái em suy ra là góc A lớn sẽ bằng 2 lần cái góc A1. Vậy góc A lớn sẽ bằng 2 nhân với 30, tức là A lớn bằng 60 độ. Mà cái cạnh AB lại bằng cạnh AC, cũng theo là định lý hai tiếp tuyến cắt nhau. Định lý hai tiếp tuyến cắt nhau. Như vậy thì ta có là cái tam giác ABC này, nó là tam giác cân vì có hai cạnh bằng nhau mà lại có một góc bằng 60 độ. Vậy thì suy ra tam giác ABC là tam giác đều, đúng không? Vậy các em hãy suy ra tam giác ABC là tam giác cân có một góc 60 độ, nên ABC là tam giác đều. Mà tam giác đều thì lúc đó ba cạnh là AB sẽ bằng cạnh BC bằng cạnh AC, đúng chưa? Nên suy ra là cạnh AB sẽ bằng cạnh AC và bằng cạnh BC. Ba cạnh này bằng nhau và đều bằng 2 căn 3 cm. Đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên là bài tập số 26. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 27. Bạn học cần thì hãy dừng video lại một chút. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ những phần ở trên bảng đi để chúng ta sang bài tập tiếp theo. Điểm A nằm bên ngoài đường tròn O, kẻ các tiếp tuyến là AB, AC với đường tròn, với BC là tiếp điểm. Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn
Tiếp tuyến này, cắt tiếp tuyến AB và AC theo thứ tự tại D và E. Chứng minh rằng chu vi của tam giác ADE bằng 2 lần AB. ADE. Bằng 2 lần cạnh AB. Vậy thì ta có như sau. Ta có là DB này thì bằng DM. DB bằng DM. Theo định lý hai tiếp tuyến cắt nhau. Đúng chưa? Tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại B là ở D, đúng không? Vậy thì nó cắt cách đều hai tiếp điểm, tức là DM bằng DB. Tiếp theo là ta cũng có là EM bằng EC. Cũng là theo định lý hai tiếp tuyến cắt nhau. EM bằng EC. Tiếp theo nữa là ta có hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại A. Vậy chúng ta sẽ có là AB sẽ bằng AC. Cũng là định lý về hai tiếp tuyến cắt nhau. Từ hai tiếp tuyến cắt nhau thì chúng ta sẽ có này, hai tiếp tuyến tại B và M cắt nhau tại D. Nên là D nó sẽ cách đều B và M, tức là DB bằng DM này. Hai tiếp tuyến tại M và C cắt nhau ở E. Vậy thì EM bằng EC này. Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở A, vậy chúng ta có AB bằng AC này. Vậy bây giờ là xét cái tam giác ADE, ta có chu vi của tam giác mà thì chu vi của tam giác là ADE thì nó sẽ bằng tổng ba cạnh, đúng không ạ? Tức là nó sẽ bằng này cạnh AD này cộng với lại cạnh DM này cộng với lại cạnh ME này cộng với lại cạnh AE này, đúng không? Tức là AD cộng với DE cộng với AE, hoặc là viết như này nhá, AD cộng với lại DE cộng với lại AE, đúng chưa? Chu vi của tam giác thì bằng tổng ba cạnh, mà tổng của ba cạnh này thì nó cũng bằng AD này. DE thì chúng ta tách ra nó bằng DM cộng với lại ME, đúng không? Cộng tiếp với cạnh AE, đúng chưa ạ? Mặt khác ta lại có là DM thì bằng cạnh DB, nên là nó sẽ bằng này AD cái em giữ nguyên, DM thì bằng DB, vậy DM cô thay bằng DB vào, ME thì bằng EC, vậy cô thay bằng cạnh EC vào, rồi cộng với AE, được chưa? Và cái này AD cộng với DB, AD cộng với DB chính bằng đoạn AB. Hai cái này cộng với nhau thì nó sẽ bằng đoạn AB. Hai cái này cộng với nhau, EC cộng với lại AE thì nó sẽ ra cạnh AC, được chưa? Mà ta lại có là AB bằng AC, vậy thì nó chính bằng AB, AC thì cũng bằng AB, tức là cộng với một lần AB nữa. Vậy nó sẽ bằng 2 lần cạnh AB. Được chưa? Vậy chu vi tam giác ADE bằng 2AB. Vậy
chu vi tam giác ADE bằng 2 lần cạnh AB. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong được bài tập số 27. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo, là sẽ sang bài tập số 28. Bài 28 là cho góc XAI khác góc bề. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc XAI nằm trên đường nào? Vậy thì ta có bài 28, tâm, gọi tâm của cái đường tròn tiếp xúc với, gọi tâm của đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc XAI, gọi tâm của đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của cái góc XAI là O. Thì ta có O sẽ cách đều AX và AI. Thì ta có OA chính là phân giác này. OA chính là phân giác của góc XAI theo định lý, đúng chưa? Vì khi nó là tâm của đường tròn mà nó tiếp xúc, vậy thì hai cái AXAI chính là hai tiếp tuyến. Mà hai tiếp tuyến thì cái điểm nối từ tâm đến cái giao điểm của hai tiếp tuyến nó chính là phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến, đúng chưa? Vậy OA chính là phân giác của cái góc XAI. Như vậy O sẽ thuộc tia phân giác của góc XAI. Bây giờ ta chứng minh rằng những cái điểm thuộc tia phân giác thì nó sẽ tiếp xúc với AX và AI nhé. Vậy gọi O là một điểm bất kỳ thuộc phân giác của góc XAI. Ta sẽ đi chứng minh. Chúng ta đã qua phân tích thì chúng ta biết là O nó sẽ nằm trên tia phân giác của XAI. Bây giờ ta chứng minh là những cái điểm nằm trên tia phân giác thì nó chính là đường tròn, chúng ta sẽ dựng được đường tròn tiếp xúc với hai cạnh là AX và AI. Vậy bây giờ là qua O thuộc tia phân giác của góc XAI kim hạt OM vuông góc với AX và ON vuông góc với AI. OM vuông góc với AX và ON vuông góc với AI. Bây giờ các em cần chứng minh
là cái tam giác muốn chứng minh là tiếp tuyến đấy, muốn chứng minh là tiếp tuyến thì các em phải chứng minh là gì? Chứng minh đây chúng ta hạ hai đường vuông góc rồi, bây giờ chúng ta cần chứng minh là OM bằng ON nữa là được, tức là MN sẽ nằm lên đường tròn tâm O, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xét hai tam giác, ta sẽ xóa phần này đi. Sau khi kể như vậy rồi thì bây giờ các em cần chứng minh là OM bằng ON, OM bằng ON nữa là được, thì nó vẽ cung bằng bán kính, đúng chưa? Vậy bây giờ xét hai tam giác, xét cái tam giác AOM và tam giác AON. Hai tam giác này có góc M bằng góc N bằng 90 độ. Theo cách dùng của chúng ta, tiếp theo là ta có góc A1 bằng góc A2 vì O thuộc tia phân giác, đúng chưa? Góc A1 bằng góc A2. Vì O thuộc phân giác của góc XAI, ta lại có cạnh OA chung. Từ những cái này thì các em sẽ suy ra là tam giác là AOM sẽ bằng tam giác AON theo trường hợp cạnh hiền góc nhọn. Suy ra tam giác AOM sẽ bằng tam giác là AON theo trường hợp cạnh hiền góc nhọn. Mà hai tam giác này bằng nhau thì em sẽ suy ra OM bằng ON là cặp cạnh tương ứng. Mà OM bằng ON vậy chứng tỏ là MN thuộc nằm trên đường tròn tâm O, đúng nhá? MN cùng thuộc đường tròn tâm O. Vậy MN nó cùng thuộc cái đường tròn tâm O, bán kính là OM ON, đúng chưa? Như thế thì MN thuộc đường tròn tâm O, vậy chứng tỏ là gì? AX và AI sẽ tiếp xúc với cái đường tròn tâm O, đúng không ạ? Tại M và N, đúng không? Vậy O chính là đường tròn cần dựng, đúng chưa? Vậy MN cùng thuộc đường tròn tâm O và AX, BI, AI tiếp xúc với đường tròn tâm O tại M và N nên thỏa mãn yêu cầu đề bài. Đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc XAI là tập hợp tất cả những cái điểm nằm trên tia phân giác của góc XAI. Đây thì chúng ta suy ra nhá, vậy chúng ta suy ra đây, mình suy ra tiếp nhá. Vậy
Vậy tâm của đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của cái góc XAI là tập hợp tất cả các điểm O. Nằm trên tia phân giác của góc XAI. Nằm trên tia phân giác của góc XAI. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài tập cuối cùng, tức là chúng ta sẽ sang bài tập số 29. Bài tập số 29, bạn nào cần thì hãy dừng video lại để cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi để chúng ta sang bài tập cuối cùng nhé. XAI khác góc bẹt, điểm O thuộc điểm B thuộc TAX. Dựng đường tròn tâm O tiếp xúc với AX tại B và tiếp xúc với lại AI. Vậy thì ta có là đường tròn tâm O tiếp xúc với AX tại B nên tiếp xúc thì chúng ta sẽ có OB sẽ vuông góc với AX tại B. Được chưa? OB vuông góc với AX tại B. Vậy thì em sẽ suy ra là O sẽ thuộc cái đường thẳng D đi qua B và vuông góc với AX. Suy ra O thuộc đường thẳng D qua B và vuông góc với lại AX. Đường tròn O tiếp xúc với AI. O lại tiếp xúc với AI. Nên suy ra O phải nằm tia phân giác của góc XAI. Nên O thuộc tia phân giác là AZ của góc XAI. Được chưa? Đấy là chúng ta có cái phân tích ban đầu như vậy. Vậy O thuộc thêm cái đường thẳng D đi qua B vuông góc với AX, mà O cũng thuộc thêm đường thẳng AZ
Vậy O chính là giao điểm của D và AZ. Nên suy ra O chính là giao điểm của cái đường thẳng D và TAZ. Sau khi phân tích thì bây giờ các em sẽ có cách dựng như sau. Cách dựng là qua B dựng đường thẳng D vuông góc với AX. Qua B em dựng đường thẳng D vuông góc với cái đoạn thẳng với TAX. Tiếp theo là cái em dựng AZ là phân giác của góc XAY. Dựng AZ là phân giác của góc XAY. O là giao điểm của AZ và D tại O chính là tâm của đường tròn cần dựng. AZ giao với D tại O là tâm của đường tròn cần dựng. Bây giờ chúng ta cần chứng minh là O chính là cái điểm thỏa mãn yêu cầu đề bài. Vậy em chứng minh dựng OC vuông góc với AI và bây giờ các em chỉ cần chứng minh là OC bằng OB là được, đúng nhá? OC bằng OB vậy chứng tỏ là BC nó sẽ nằm thuộc trên cái đường tròn tâm O, đúng chưa? Mà ta lại có là AX lại vuông góc với OC tại CA, AB lại vuông AI lại vuông AX vuông góc với OB là tại B và AI thì vuông góc với OC tại C. Vậy khi đó thì chứng tỏ là cái đường tròn tâm O đấy nó sẽ tiếp xúc với cả hai cái tia AX và AI, trong đó B thuộc tia AX, đúng không ạ? Vậy các em xét cái tam giác là OAB và OAC. OAB và tam giác OAC. Cái này nằm trên tiêu phân giác thì tức là góc A1 bằng góc A2. Có góc B này bằng góc C bằng 90 độ. Tiếp theo là ta có góc A1 bằng góc A2 do AZ là phân giác. Đúng không? Ta lại có OA chung. Như vậy, từ đây thì các em để suy ra tam giác OAB sẽ bằng tam giác OAC. OAB sẽ bằng tam giác OAC theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn.
mà hai tam giác bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được cặp cạnh tương ứng bằng nhau, tức là OC bằng OB. OC bằng OB là cặp cạnh tương ứng, đúng chưa? Nên là BC sẽ thuộc đường tròn tâm O. Hai điểm BC cùng thuộc cái đường tròn tâm O. Mà AX vuông góc với OB tại B, mà AX vuông góc với lại OB tại B, nên là chúng ta sẽ suy ra AX là phân giác của đường tròn tâm O. À, AX chính là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Tương tự ta lại có là AI, nó lại vuông góc với OC cũng tại C, nên suy ra AI cũng là tiếp tuyến của đường tròn O. Đúng chưa? Như thế thì chúng ta sẽ có là gì? O, đường tròn tâm O thỏa mãn yêu cầu đề bài, đúng không ạ? Là tiếp xúc với lại là AX và AI, trong đó B là thuộc tia tiếp xúc với B, và B như thế là B thuộc AX, đúng không ạ? Tiếp xúc với AX tại B này và tiếp xúc với AI, đúng không ạ? Vậy thì đường tròn tâm O này, vậy đường tròn tâm O này thỏa mãn yêu cầu đề bài, tức là tiếp xúc được với cả AX và AI, đồng thời B thuộc AX, đúng chưa? Và biện luận ở đây thì ta luôn dựng được gì? Một đường tròn tâm O thỏa mãn, đúng không ạ? Biện luận là ta luôn dựng được một đường tròn tâm O thỏa mãn yêu cầu đề bài. Trên đây là cô và các em chúng ta đã vừa đi xong được phần lý thuyết và chúng ta đã làm xong các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài 6 là bài tính chất của hai tiếp tuyến khác nhau. Các em hãy về xem lại lý thuyết thật kỹ và nếu cần thiết thì xem lại một số các bài tập mà cô và các em đã làm. Đồng thời làm tiếp cho cô các bài tập ở trong phần luyện tập. Cô sẽ tiếp tục làm video tiếp theo để hướng dẫn cho các em làm các bài tập ở phần luyện tập, đúng không nào? Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài tập của cô và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.